Nhưng mà nãy ai giới thiệu này này là cậu? Không. Có người giới thiệu thế. Nãy có người giới thiệu thế cho nên em mới hiểu là có đờ là đỡ con côn cậu. Cộng chèo em như anh Bình ấy, nhưng mà nó mọi chuyện nó là cứ phải vẽ nó ra cho em phải chịu trách nhiệm. Nên là Bình hôm qua em hiểu, tức là anh định anh cũng đi ấy. Hôm qua em gọi cho anh là em có một chút coi anh năn tăn đấy, anh có nhớ không? Nhưng mà hôm nay mà không có mặt của anh nữa thì nó là câu chuyện nó cũng không ổn. Không ổn là trong cái khái niệm của anh em mình thôi chứ không phải của cả họ. Tức là anh đi mẹ em như anh lên là xong anh chưa về. Nhưng mà câu chuyện đã lên đây, người ta đã có thịnh tình như thế thì mình cũng không thể nói là mình ra đấy xong mình về. Đúng không anh? Ý là như thế, anh thay đổi là chuẩn. Mà nói chung là bây giờ chiến lược thì là ok, nhưng sách lược phải thay đổi chứ anh ạ. Sách lược phải thay đổi chứ. Anh ở lại là hợp lý. Thôi thì bạn cũng phải thông cảm. Đúng không anh? Toàn việc to cả. Nhưng mà tôi đòi với ông Bình nhá, kiểu Thanh thế nhưng mà nó gọi anh ngay tôi. Và thì anh cứ nói trách vậy thôi chứ riêng Thanh bao giờ gọi lại. Bảo về ông không gọi lại tôi không được nói chuyện đâu. Ông Thanh ông chú đáo lắm, em không gọi thôi nhưng ông cứ sẽ gọi lại. Vì anh em nhau nhưng mà đấy tức là tôn trọng nhau, và ông tôn trọng thì ông ra ông Bình thì mình phải làm bình thường. Bây giờ tôi qua tôi bảo với vợ tôi là